Quân đội nhân dân Việt Nam thi đấu Tank Violin 2020 ở Nga. Điều lệ, thể thức thi đấu có gì mới và đặc biệt? Trong khuôn khổ Army Games diễn ra từ ngày 23 tháng 8 năm 2020 tại Nga, giải đấu xe tăng Tank Violin 2020 là môn thi gay cấn, nghiền ngã, song cũng rất hấp dẫn. Đồng hành với Hội thao quân sự quốc tế Army Games ngay từ năm đầu tiên, song cho đến năm 2019, hệ thống quy chế, điều lệ hội thi Tank Violin mới được xây dựng hoàn chỉnh, tỏ ra phù hợp với thực tiễn. Bởi vậy, khi bước sang Tank Violin 2020 năm nay, quy chế điều lệ về hội thi cơ bản không thay đổi. Những nội dung chính của quy chế điều lệ như sau. Về phân chia bảng đấu, tất cả các đội tham gia hội thi sẽ được chia thành hai bảng. Bảng 1 bao gồm các nước đã có trang bị xe T-72B3 hoặc tương đương từ lâu đã tham gia thi đấu một số năm. Bảng 2 bao gồm những nước đã có T-72B3 trong trang bị nhưng mới tham gia giải đấu hoặc những nước chưa có T-72B3. Sau khi thi đấu hàng năm, đội có kết quả cao nhất trong bảng 2 sẽ được đôn lên bảng 1, đội có kết quả thấp nhất bảng 1 sẽ xuống thi đấu ở bảng 2. Thể thức thi đấu. Tất cả các bảng tại Tank Violin 2020 đều thi đấu theo 3 vòng, vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết, cụ thể như sau. Thi đấu vòng loại là vòng thi đơn xe. Trong vòng loại, mỗi đội cử ra 3 kíp dự thi, có 1 kíp dự bị, thi trong 3 buổi khác nhau. Mỗi đợt thi gồm 4 đội do ban tổ chức sắp xếp. Trong đợt thi, mỗi kíp lái phải thực hiện chạy 3 vòng, đường dài lại 4 km, có dạng hình thang vuông, trong đó có một cạnh đáy đối diện với khu vực bố trí bia để bắn. Các cạnh còn lại bố trí các chướng ngại vật mà kíp xe dự thi phải vượt qua, bao gồm hạn chế tránh cọc giữa, rắn lượn, bãi mìn, vật cản nước, sống trâu, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô, cầu vệt bằng và các vòng phạt 500m, vị trí kiểm tra kỹ thuật. Ngoài việc vượt qua các chướng ngại vật trên đường lái, các kíp dự thi còn phải thực hiện bài bắn vào các mục tiêu. Vòng thứ nhất, tại chỗ bắn pháo và 3 mục tiêu tăng chính diện, bia số 12, số đạn 3 viên. Vòng thứ hai, tại chỗ bắn 12,7mm và mục tiêu máy bay trực thăng treo tại chỗ, bia số 25, số đạn 15 viên. Vòng thứ ba, tại chỗ bắn súng máy song song và mục tiêu súng chống tăng, bia số 9, số đạn 15 viên. Nếu kíp lái phạm vào bất kỳ lỗi nào như đâm cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc đi sai đường, thì đều sẽ phải cho xe tăng vào một trong 13 khu vực để phạt thực hiện bài kiểm tra khí tài. Còn nếu bắn trượt một mục tiêu thì phải chạy một lần vòng phạt 500m. Thành tích của các đội là tổng thời gian thi của 3 kíp, thời gian thực hiện bài thi ngắn thì xếp trên, dài thì xếp dưới. Căn cứ thành tích, chọn ra 8 đội vào thi vòng bán kết. Thi đấu bán kết và chung kết Tank Violin 2020. Từ kết quả đấu vòng loại, ban giám khảo sẽ chọn ra 8 đội quốc gia có thành tích tốt nhất tham gia vào vòng đua bán kết. Tiếp đó, sẽ chọn 4 đội vào vòng chung kết để xác định nhà vô địch và các thứ hạng tiếp theo. Trường hợp số đội ít hơn 8, tất cả sẽ thi đấu vòng loại và vòng bán kết, chọn ra 4 đội có thành tích cao nhất vào thi đấu chung kết. Từ vòng bán kết trở đi, điều kiện thi đấu đã có một số thay đổi so với vòng loại theo hướng phức tạp hơn. Về thể thức cũng có thay đổi nhằm phát huy tính tập thể của cả đội, nhìn tổng thể sẽ phức tạp và quyết liệt hơn. Cụ thể là trong vòng đấu bán kết và chung kết, các đội sẽ thi đấu theo thể thức tiếp sức. Nếu như ở vòng loại, mỗi đội có 3 kíp xe tham gia thì 3 kíp này thi đấu riêng rẽ trên 3 chiếc khác nhau, ngoài ra còn một kíp dự bị nữa. Còn từ vòng bán kết, mỗi đội cử ra 3 kíp thi đấu, nhưng cả 3 kíp này cùng thi đấu chung trên một chiếc xe tăng. Mỗi kíp lái sẽ thi đấu 4 vòng trên đường lái tương tự ở vòng loại, tuy nhiên có một số khác biệt sau đây. Vòng 1, đua tốc độ có chướng ngại vật nhưng không phải bắn. Vòng 2, trong vòng đua có hành tiến bắn đạn pháo, trong khi xe chạy ngang vào 3 mục tiêu xe tăng, bia số 12. Vòng 3, trong vòng đua có bắn súng máy 12,7mm và các mục tiêu máy bay trực thăng treo bia số 25 và pháo chống tăng, bia số 11. Vòng 4, trong vòng đua có bắn súng máy song song vào mục tiêu súng chống tăng cá nhân, 3 bia số 9. Thứ tự thực hiện các vòng này có thể thay đổi tùy tình hình trong thao trường, theo điều hành của chỉ huy chung. Sau khi hoàn thành 4 vòng đua, kíp xe dừng lại tại đích, chạy về tuyến tiếp sức để kíp tiếp theo lên thi đấu. Thành tích của cả đội sẽ tính chung bằng tổng thời gian thi đấu của cả 3 kíp xe. Đội nào thời gian ít hơn sẽ xếp trên. Tương tự như vòng loại, nếu kíp lái phạm vào bất kỳ lỗi nào như đâm cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc đi sai đường thì đều phải cho xe tăng vào một trong 13 khu vực phạt để thực hiện bài kiểm tra khí tài. Còn nếu bắn trượt một mục tiêu thì phải chạy một lần vòng phạt 500m.
Nhìn chung, quy chế điều lệ và thể thức, nội dung thi đấu đòi hỏi một cách toàn diện cả trình độ kỹ thuật của mỗi tuyển thủ. Chiến thuật thi đấu phù hợp với khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các tuyển thủ trong từng kíp xe, giữa các kíp xe trong đội tuyển. Việc nghiên cứu nắm vững quy chế điều lệ và thể thức thi đấu cho phép đội tuyển xây dựng một chiến thuật thi đấu hợp lý nhất, xác định chính xác các tình huống có thể xảy ra và biện pháp khắc phục nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Đó chính là một trong những nguyên nhân góp phần làm nên thành công cho đội tuyển Thanh Biathlon 2019 Việt Nam. Hy vọng trong lần thứ 3 tham dự giải đấu này, tuyển Việt Nam sẽ tiến xa hơn nữa ở Thanh Biathlon 2020. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.